lạy Phật từ bi cứu thế, đến đạo lành phổ tế chúng sanh, trần gian biết nào tu hành, nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường. Kính lạy Pháp là phương giải thoát, hướng chân truyền y bát từ xưa, Pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bên bờ bên kia. Kính lạy Tăng nhất vận thánh bần, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Chắp tay tâm thành con vui lạy, hướng hồ áo vàng tỏa sáng người phương, quý thầy diệu pháp soi đường con đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.